Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với nội dung của môn học. Hôm nay, cô hướng dẫn các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của phần là đẳng cấp có địa vị cao nhất. Bạn đi cho cô ba la mã những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Ba la mã những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Câu hỏi của cô đó là em hãy kể tên các thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại. Bây giờ chúng ta sẽ có như là chữ viết này, văn học này, tôn giáo. Còn nhóm 2 thì kiến trúc, lịch pháp và toán học. Nhá. Chúng ta sẽ có những thành tựu văn hóa ở đây đó là một đó là chữ viết, văn học, tôn giáo. Tiếp đến là kiến trúc, lịch pháp và toán học. Đây, những thành tựu về văn hóa tiêu biểu. Thứ nhất là tôn giáo, văn học và chữ viết. Tôn giáo là đạo Bà La Môn và đạo Phật. Văn học là sử thi Mahabharata và Ramayana. Về chữ viết đó là chữ Phạn. Đúng không? Chữ Phạn. Chúng ta thử xem nào. Bạn biết gì về đạo Bà La Môn? Ra tìm hiểu một chút nhé. Đạo Bà La Môn. Đây. Bà La Môn là phiên âm từ tiếng Phạn. Đạo Bà La Môn là tôn giáo. Đợi một chút. Đạo Bà La Môn là tôn giáo rất cổ của Ấn Độ, xuất hiện trước thời Đức Phật. Xuất hiện trước thời Đức Phật Thích Ca. Đạo Bà La Môn bắt nguồn từ Vệ giáo, Vệ Đà giáo cũng là phiên âm Vệ Đà giáo ở Ấn Độ, một tôn giáo loài người. Đạo Bà La Môn phát triển đến thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch thì biến thành Ấn Độ giáo. Những công trình kiến trúc nổi tiếng Ấn Độ và các nước Đông Nam Á như Koranak, Karu. Vệ Đà giáo là một tôn giáo cổ của Ấn Độ, cổ nhất của loài người, gọi là Vệ Đà giáo vì tôn giáo này là giáo thuyết về kinh Vệ Đà. Vệ Đà giáo thờ cúng thiên nhiên gồm nhiều tín ngưỡng, có nghi lễ, có bùa chú do các thầy do các truyền thuyết thổ dân da đen Dravidian ở bán đảo Ấn Độ ở bán đảo Tiếp đến bộ kinh Vệ Đà viết bằng tiếng Phạn của người Aryan gồm có 4 tập, trong đó có các bài ca tụng thần kinh, thần linh, những lời cầu nguyện, nghi thức tế tự và câu bí mật, đúng không? Rồi đấy là về đạo Brahm sử thi. Ta sẽ tìm hiểu về sử thi. Sử thi Mahabharata. Sử thi Mahabharata đây rồi. Mahabharata là một trong hai tác phẩm sử thi bằng tiếng Phạn vĩ đại của Ấn Độ cổ đại. Tác phẩm còn lại là Ramayana. Nội dung của tác phẩm nói về cuộc chiến giữa hai nhóm anh em họ trong cuộc chiến đấu, chiến tranh câu lưu và số phận của hoàng tử Kaurava và Pandava cùng những hậu nhân của họ. Tác phẩm này cũng chứa những tài liệu về triết học và sự tôn sùng, chẳng hạn như cuộc thảo luận về bốn mục đích của cuộc sống, hay còn gọi là trong số các tác phẩm và những câu chuyện chính, câu chuyện về làng Damayani, câu chuyện về Savatthi và Tadiyaban là một phiên bản rút gọn. Theo truyền thống, tác giả thường được được chọn là đúng nào? Tiếp đến,
Về kiến trúc. Kiến trúc cột đá Asoka và đại bảo tháp Sanchi. Lịch pháp là làm ra lịch. Còn toán học, hệ số có 10 chữ số, đặc biệt là giá trị của số 0. Chúng ta ghi vào kiến trúc cột đá Asoka và đại bảo tháp Sanchi. Chúng ta ghi vào nhé, những thành tựu về văn hóa tiêu biểu: tôn giáo, đạo Bà La Môn, đạo Phật. Đạo Bà La Môn, đạo Phật. Văn học, sử thi Mahabharata và Ramayana. Ramayana. Chữ viết là chữ vạn. Kiến trúc cột đá Asoka và đại bảo tháp Sanchi. Lịch pháp làm ra lịch. Rồi, chúng ta dừng ở đây.